Hi guys, hôm nay mình sẽ cùng nhau giải đề thi ngày hôm thứ bảy vừa rồi ha, 27 tháng 4 năm 2024 bốn à, Đề chủ đề nói về social media, việc sử dụng các trang mạng truyền thông, mạng xã hội Để mà giữ liên lạc với những người khác và để cập nhật những cái sự kiện tin tức à, Thì bạn nghĩ rằng là lợi nhiều hơn hay là hại nhiều hơn thì đối với bài này các bạn lưu ý rằng nó có hai từ khóa đó là keep in touch with other people là nói về communication sự giao tiếp và cái thứ hai là về news event tức là cập nhật tin tức uh, thời sự đồ này nọ. Thì nhớ là trong bài mình phải giải quyết được cả hai hai phần từ khóa này ha. Uh, đối với dạng bài advantage away lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn thì các bạn lưu ý rằng là mình sẽ luôn luôn cố gắng nói cả hai nhé Tức là không cần biết các bạn nhìn về lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn nhưng mà cả hai cái đều phải được đề cập trong bài của các bạn. Um, đối với bài này thì mình sẽ có khá là nhiều cách để mình xử lý nhưng mà trong bài này mình sẽ lựa chọn là có nhiều lợi hơn có nhiều lợi hơn nha và thông thường thì mình sẽ Uh, đi theo thứ tự là ở phần nếu các bạn lựa chọn là có nhiều lợi hơn đúng không? Thì mình sẽ nói cái bất lợi ở phần body 1, còn ở phần body số 2 thì các bạn sẽ nói cái quan điểm của mình tức là mình cảm thấy rằng nó có lợi nhiều hơn. Tuy nhiên để mà cái bài của mình nó thực sự thuyết phục á, tức là nếu chỉ đơn thuần là đưa ra tốt và xấu thôi thì nó chưa có giải quyết được cái vấn đề là away cái nào nhiều hơn cái nào đúng không? Nên là nếu được thì các bạn sẽ làm thêm một bước nữa đó là mình sẽ giải quyết cái vấn đề Giải quyết cái vấn đề Mà mình nêu ở phần body số 1 á uh, Cái bất lợi của nó á và mình chỉ cần nêu nhị nó ở phần conclusion là cái phần TA của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đây sẽ là một cái template mẫu mà mình sẽ đi. Trong phần introduction thì sẽ bao gồm hai câu. Câu đầu là câu paraphrase lại phần đề bài. Câu thứ hai là câu trả lời cái phần câu hỏi. Thì đối với câu thứ hai này mình có một cái câu mẫu sẵn đúng không? Nếu mà mình lựa chọn rằng là nhiều lợi hơn thì mình sẽ nói là ok cái step of affairs này chính là situation, tình huống. À, trong khi cái tình huống này nó có thể gây ra một số cái problems, cái vấn đề. Nhưng mà cái overall impact của nó tức là cái ảnh hưởng tổng thể của nó thì tremendously positive nghĩa là nó có lợi nhiều hơn thì đây là một cái kêu mẫu mà các bạn có thể áp dụng được trong tất cả những cái dạng bài mà away nếu các bạn đi theo hướng này ở phần body số 1 thì mình sẽ nêu cái hướng mình không chọn trước ha là mình sẽ nêu là ok nó có một số cái disadvantages có một số cái bất lợi nhất định như thế này và cái cấu trúc của một bài văn của một đoạn văn body lúc nào nó cũng sẽ là bắt đầu bằng topic sentence câu chủ đề thì câu chủ đề mình chỉ cần nói nhẹ nhàng ngắn gọn rõ ràng xúc tích thì mình chỉ nói là ok thừa nhận rằng cái bất lợi của cái việc này thì nó khá là rõ ràng evident ở đây là bằng với clear Uh, sau đó các bạn lần lượt đưa ra cái disadvantage 1, disadvantage số 2 và nhớ rằng là khi mà mình đưa ra idea thì mình nhớ là phải giải thích nó nha, nhớ support nó bằng cách đưa ra example, details chi tiết và result kiểu như vậy. Còn nếu mà một idea mà không được giải thích thì là một idea không có giá trị, các bạn nhớ nhé. Uh, ở phần body số 2 thì mình sẽ phải nhấn mạnh được rằng là mình chọn là lợi nhiều hơn đúng không? Cũng sẽ có một câu mở đầu thì các bạn sẽ nói nhẹ nhàng là um, ok mặc dù có những cái negatives những cái bất lợi để đề cập ở phía trên nhưng mà tôi thì tin rằng là cái benefits của nó thì nó đáng kể hơn rất là nhiều. Cái câu này nó sẽ giúp cho cái examiner người chấm bài của các bạn đó họ nhìn vào họ thấy được một cái structure cấu trúc rõ ràng để họ dễ theo sau đó lần lượng mình sẽ đưa ra cái lợi ích thứ nhất là gì cái lợi ích thứ hai là gì cũng giống như vậy và cố gắng các bạn giữ cho hai cái body này nó cân bằng nhau nha có một số bạn nghĩ rằng là nếu mà mình chọn rằng là cái lợi nhiều hơn thì mình sẽ viết thật nhiều và ở trong cái phần lợi và mình sẽ viết ít lại ở phần hại <laughs> cái cách đó không tốt chút nào nha tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần cc á ở phần cc uh, coherence and cohesion cộng với cái phần task achievement khả năng hoàn thành nhiệm vụ á, thì nó yêu cầu các bạn là hai body của các bạn phải có balance phải được cân bằng nhau nhá cái độ mà nhiều hơn đó, tức là cái nào nhiều hơn cái nào tốt hơn hay xấu hơn nó không nằm ở chỗ cái số lượng từ mà các bạn viết mà nằm ở chỗ cách mà các bạn khai triển cái idea đó nó có thuyết phục hay không và cái cách mà các bạn lập luận từ đầu bài đến cuối bài á chứ không chỉ đơn thuần là viết dài hơn đâu nhé Uh, ở phần conclusion là phần kết bài Thì các bạn chỉ cần tóm lại nhẹ nhàng thôi uh, In conclusion Nó cũng sẽ có câu mẫu như thế này Tôi tin rằng là cái merit là cái lợi ích của nó Thì nó outstrip là nhiều hơn Nó, như, nó giống như là outweigh Thì nó sẽ nhiều hơn cái demerit Cái bất lợi của nó Miễn là cái câu này là cái câu ăn tiền của các bạn này, Tức là các bạn giống như mình nói lúc nãy là mình sẽ uh, cứ đưa ra bình thường là bất lợi là gì Xong rồi lợi ích là gì Nhưng mà ở cái phân kết bài á, để cho nó thuyết phục hơn Thì các bạn sẽ giải quyết những cái bất lợi mà các, các bạn đề cập ở phía trên này Thì các bạn nói là điều này miễn là những cái bất lợi này nó được xử lý Thì ok tôi cảm thấy rằng là cái xu hướng này nó sẽ tốt hơn Tức là nó có nhiều lợi ích hơn Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào một bài chi tiết cụ thể đây là phần introduction mình đã viết trong bài mẫu. Uh, thì introduction giống như lúc nãy trong template mình sẽ có hai câu, câu đầu là các bạn paraphrase nhẹ nhàng lại phần questions đề bài và câu thứ hai là trả lời câu hỏi bằng cái template đã có sẵn như phía trên. Thì lúc này uh, mình có rất là nhiều cách để paraphrase đúng không? Mình có thể sử dụng chủ động bị động, đổi group family dòng họ từ hoặc là sử dụng synonym từ đồng nghĩa và tốt nhất là các bạn nên kết hợp được cả ba cách đó cùng với nhau. Và khi paraphrase các bạn cố gắng nhớ bám sát vào cái phần đề bài của mình để mình không có bị đi lật nhé đừng có đi lòng vòng như trong văn phòng tiếng việt của mình thì uh, thay đổi chủ ngữ lại nhắc lại thay đổi chủ ngữ chính là cách đơn giản nhất để các bạn paraphrase lại đề bài đề bài bắt đầu bằng là một số người sử dụng đúng không thì lúc này mình sẽ đảo cái phần chủ ngữ đi là today society is witnessing tức là xã hội ngày nay đang chứng kiến một cái sự tăng trưởng trong cái sự phổ biến the prevalence chính là bằng phổ biến nó bằng với từ common á phổ biến của social media mạng truyền thông xã hội ờ, trong cái vấn đề nhớ mình sẽ đề cập đến cái từ khóa của mình ha là giao tiếp và cập nhật tin tức thì lúc này mình sẽ đổi thành keep in touch with other people thành là in communication còn cái news event thì mình sẽ đổi thành là news updates tức là cập nhật tin tức sau đấy thì mình sẽ đưa ra cái câu mà mình lựa chọn theo cái hướng là lợi nhiều hơn ờ, trong khi cái tình huống này có thể gây ra một số vấn đề thì cả ảnh hưởng tổng thể của nó là tích cực Tiếp theo sẽ là phần body số 1. Phần body số 1 thì câu đầu tiên mình cũng sẽ bắt đầu bằng giống như trong template mẫu như thế này. Cái phần chấm 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 này là cái phần tùy theo bài mà các bạn sẽ đưa vào. Ờ, ở đây thì nó sẽ có là admittedly, thừa nhận là cái bất lợi của của cái gì đấy. Thì đó là cái phần mà các bạn chấm 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 đó. Ờ, trong trường hợp này nó là online networking platforms mình sẽ thay thế cho social media, các trang mạng truyền thông xã hội. Thì are evident khá là rõ ràng. Ừ, bắt đầu một câu topic bị sẽ nhẹ nhàng như thế này thì khi người ta nhìn vào người ta sẽ biết là ok đại này nó sẽ nói về cái bất lợi của cái vấn đề này sau đó thì các bạn sẽ đưa ra cái main idea một bằng cái cộng có dạng chief of these hoặc là among these is that tức là chủ yếu trong số đó là that thì các bạn cộng mệnh đề còn nếu như mà là is thì các bạn sau đó sẽ là cộng danh từ trong trường hợp này mình sẽ cộng danh từ thì mình sẽ nói là chủ yếu trong số đó là the absence of chính là bằng với the lack of huh? sự thiếu hụt sự thiếu vắng đi cái face to face interaction tức là cái sự tương tác trực tiếp uh, sự tương tác trực tiếp giữa người với người uh, đến từ cái việc mà excessive reliance on tức là cái sự phụ thuộc quá nhiều vào những cái nền tảng như thế này. Excessive chính là từ too much là một từ mà các bạn có thể sử dụng được trong rất là nhiều ngữ cảnh. Vậy thì cái idea đầu tiên trong cái body này mình đưa ra đó sẽ là cái bất lợi của online networking platform chính là việc mà người ta thích cái việc mà tương tác online nhiều hơn là tương tác trực tiếp. Đó chính là cái quan điểm thứ nhất. Và lúc này mình sẽ support cái quan điểm này uh, bằng hai hoặc một hoặc là hai câu phía đằng sau ha khi các bạn support một cái main idea thì các bạn cứ đi theo một cái trật tự là sau khi đưa ra main idea xong thì mình sẽ nói là how hoặc là why mình sẽ giải thích lý do tại sao lại như thế và luôn luôn kết thúc cái main idea đó của các bạn bằng một result nha yeah. một cái kết quả thì cái idea của các bạn nó sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều thì lúc này mình sẽ giải thích cái lý do mình nói là có cái sự thiếu hụt về face to face interaction sự tương tác trực tiếp tại sao lại như thế thì lúc này mình sẽ nói là điều này là đặc biệt đúng với cái younger generation tất nhiên là nhiều người như thế và mình sẽ nhóm nhắm vào cái đối tượng chính đó là younger generations những cái đối tượng người trẻ à, và giải thích là những cái đối tượng như thế này thì họ được sinh ra vào cái digital era tức là cái kỹ nguyên công nghệ và họ có sự tiếp xúc rất là sớm tiếp xúc rất là sớm thì mình sẽ nói là have early exposure to tiếp xúc rất sớm với internet và những cái thiết bị điện tử rồi tiếp tục mình sẽ nói chưa tới đâu đấy đúng không? Chưa có link được về cái vấn đề mà uh, giao tiếp Thì bây giờ mình phải nói nữa Thế lúc này mình sẽ nói là Many teenagers and adolescents Lúc này các bạn cứ nhớ một cái quy tắc là câu đằng sau Phải luôn luôn giải thích cho câu đằng trước Và cái bài viết của các bạn càng chi tiết thì nó sẽ càng tốt Tại vì nó sẽ làm rõ được cái quan điểm của các bạn Thế lúc này mình nói rằng là Ok, bước đầu là người ta phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc mà tương tác online và điều này là đặc biệt đúng với những cái đối tượng là người trẻ bởi vì họ như thế này như thế kia và sau đó mình sẽ nói rõ ra là cái người trẻ ở đây là cái gì thì mình sẽ thay cái người trẻ bằng là teenagers và adolescents tức là những cái người thân um, thanh thiếu niên á thì họ thích refer cái việc mà send messages tức là gửi tin nhắn hoặc là gọi video calls với làm càng rõ ràng càng tốt nha với ai với bạn bè với gia đình của họ với giáo viên của họ thông qua những cái social networking sites lúc này mình paraphrase một lần nữa và mình sẽ đưa ra chi tiết cụ thể những cái networking sites đó là cái gì thì ví dụ như là facebook này instagram này facetime hơn là gặp gỡ những cái người bạn bè hoặc là gia đình của họ in person tức là gặp một cách trực tiếp và trong cái câu supporting thì các bạn cứ nhớ là mình luôn luôn cố gắng viết câu phức ha. Thì lúc này mình sẽ nối luôn cái kết quả vào đây. Thereby cộng với working ha, phải một cái thereby cộng với working. Vì thế, thereby này chỉ là bằng với từ sâu đó. Vì thế nó sẽ hindering, hinder ở đây giống như kiểu là nó sẽ cản trở, prevent cái sự phát triển của những cái interpersonal skill tức là những cái kỹ năng mà tương tác giữa người với người quan trọng cần thiết cho họ. Ừ thì những cái câu này nó sẽ có nhiệm vụ là support cho cái việc cái bất lợi của cái việc là người ta không còn tương tác trực tiếp nhiều nữa mà người ta phụ thuộc rất là nhiều vào online và cái hệ quả nó gây ra là những cái đặc biệt là các đối tượng là người trẻ là người ta sẽ thiếu đi những cái kỹ năng như thế này thì nó sẽ ra cái bất lợi của các bạn đầu tiên sau khi các bạn giải thích xong được cái bất lợi thứ nhất rồi thì các bạn sẽ đưa qua bất lợi thứ hai sử dụng một cái link từ nối của cái template mẫu tiếp theo đó là edit to this is tức là thêm vào đó là thay vì dùng là in addition thì các bạn có thể dùng như thế này để cho nó cắt điệu hơn thì sau cái is thì các bạn sẽ cộng với danh từ còn nếu như mà các bạn có một cái mệnh đề thì các bạn sẽ gắn thêm với chữ là is the fact that sau đó các bạn cộng mệnh đề vào thì câu này của mình sẽ là edit to this is mình sẽ cộng với một cái danh từ và lúc nãy mình có nói là trong bài này nó có hai từ khóa Thứ nhất là communication giao tiếp Và thứ hai là cập nhật tin tức đúng không? Thì một idea bất lợi thứ nhất là mình sẽ nói về việc giao tiếp Và cái bất lợi thứ hai mình sẽ nói về việc cập nhật tin tức Thì lúc này mình sẽ nói là thêm vào đó là cái questionable reliability Tức là cái độ tin cậy Reliability là độ tin cậy Questionable là kiểu đáng ngờ còn ngờ vực á. Thì cái độ tin cậy của online news Thì nó kiểu vẫn người ta vẫn còn đang đặt câu hỏi về những cái độ tin cậy của nó rằng là nó có chính xác hay không Rampant on chính là bằng với prevalent tức là nó phổ biến nó tràn lan ở trên mạng mà người ta không thể control được không thể kiểm soát được uh, ở trên những cái nền tảng như thế này thì cái main idea thứ hai của mình sẽ nói đến cái độ tin cậy của những cái tin tức ở trên mạng khi mà được nó được gọi là phát tán tràn lan ở trên những cái mạng xã hội sau đấy thì mình sẽ giải thích và bởi vì là cái bên đi thứ nhất mình giải thích khá là nhiều rồi khá là dài rồi thì cái bên idea hai này mình sẽ gom nó về chung thành một câu như thế này thôi là đủ rồi thì lúc này mình sẽ nói cái lý do tại sao lại nó lại không có cái độ tin cậy thì bởi vì là due to the lack of censorship censorship ở đây là cái sự kiểm duyệt tức là do là thiếu cái sự kiểm duyệt cho nên là an average reader tức là một người đọc bình thường một người đọc báo bình thường không phải là kiểu chuyên gia hay này nọ and be easily misled misled ở đây giống như kiểu là khiến cho ai đó tin về một cái gì đó mà nó hơi sai lầm thì là một cái người đọc báo bình thường có thể là họ sẽ bị hiểu sai về những cái current affairs current affairs là những cái tin tức thời sự nóng hổi uh, phụ thuộc vào cái writer intentions tức là cái ý định của cái người mà viết cái bài đó có thể là người ta sẽ bóp méo người ta sẽ thay đổi một số cái thông tin nào đấy nhưng mà người đọc bình thường người ta không thể phân biệt được và người ta sẽ tin rằng cái đó là sự thật luôn Bây giờ mình sẽ qua phần body số 2 Phần body số 2 thì mình sẽ nói về cái quan điểm của mình Tức là mình cảm thấy rằng là nó có lợi nhiều hơn Thì đây chính là cái phần template mẫu mình đã phân tích lúc nãy Thì mình cũng sẽ áp dụng đúng cái template mẫu đấy Đó là uh, mặc dù những cái negatives, những cái bất lợi được mention, được đề cập ở phía trên I would argue that tôi tin rằng là cái benefits của nó thì nó đáng kể hơn rất là nhiều Đây chính là cái câu topic sentence của các bạn Sau câu topic sentence xong thì mình sẽ nói cái lợi ích đầu tiên lúc này mình sẽ dùng là an apparent advantage relates to tức là cái lợi ích rõ ràng uh, một cái lợi ích rõ ràng là có liên quan tới cái lợi ích thứ nhất lúc này mình sẽ đề cập đến cái tính thuận tiện cái sự thuận tiện của các trang mạng xã hội thì trang mạng xã hội social media một lần nữa mình lại paraphrase bằng cyber social networks các bạn cố gắng ha đối với các từ khóa keywords ở trong bài nếu các bạn có từ đồng nghĩa thì các bạn nên thay hoặc là các bạn trong quá trình mà mình học xem một mẫu thì mình cũng nên ghi chú lại những cái chủ đề khá là phổ biến và mình sẽ ghi những cái từ đồng nghĩa của nó hơn để mình làm đa dạng cái phần vocabulary từ vựng của các bạn sau khi mình nói cái main idea xong là nó thuận tiện như thế nào thì lúc này mình sẽ giải thích cái sự thuận tiện đó và bởi vì lúc nãy mình có nói đến cái việc mà um, make phone calls uh, gọi điện thoại hoặc là xem messages rồi ở body số 1 rồi đúng không cho nên là mình sẽ hạn chế mình không nói về vấn đề nó ở, ở body số 2 nữa tại vì nó sẽ bị lặp là mình sẽ lái qua cái sự thuận tiện của nó liên quan đến cái bối cảnh đặc biệt là công việc luôn thì lúc này mình sẽ nói rằng the availability of tức là cái sự sẵn có của những cái Communication Applications Là những cái ứng dụng uh, giao tiếp Video Conferencing Features Rất là cái tính năng mà học qua tức là tổ chức những cái cuộc họp thông qua gọi video thì nó đã greatly facilitate facilitate là một từ rất là hay nha nó là động từ nó mang nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi cho cái gì đấy Thì lúc này mình sẽ nói là cái sự sẵn có của những cái ứng dụng như thế này à, thì nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự tăng trưởng cái sự phát triển the rise of giống như là popularity sự phổ biến của remote working tức là làm việc tại nhà thì lúc này mình sẽ nói rõ ra lý do tại sao lại như thế và nó như thế nào thì lúc này mình sẽ nói rằng là many employers now tức là rất là nhiều nhân viên bây giờ họ have the flexibility tức là họ có cái sự linh động có thể làm việc ở nhà work from home làm việc ở nhà liệt kê ra attend meetings with managers, tức là tham dự những cái cuộc họp cùng với managers của họ và communicate, tương tác với cái clients khách hàng của họ online luôn tức là họ không cần phải đi đâu hết, ngồi ở nhà là làm được hết và cái điều này nó dẫn tới khi nói về một cái kết quả thì các bạn có thể uh, viết xong đúng không, các bạn phải một cái dùng để quýt hoặc là các bạn phải một cái các bạn cộng với verb in luôn, thì mình có thể gắn được hai câu lại chung với nhau tạo thành câu phức tức là mình sẽ nói là cái điều này nó lead to, leading to dẫn tới Ha, dẫn tới lưu ý đằng sau cái từ little các bạn dùng rất là hay sai này little đằng sau đấy các bạn sẽ cộng với danh từ hoặc cụm danh từ nhé thế lúc này mình sẽ nói là điều này dẫn tới increase productivity tức là cái sự gia tăng về cái hiệu suất làm việc và đồng thời là cũng dẫn tới cái việc giảm cái traveling cost tại vì khi mà mình ở nhà mình họp mình không cần phải đi ra ngoài mình có thể uh, gọi điện thoại cho khách hàng có thể gọi cho manager thì tất nhiên là mình không cần phải tốn cái chi phí đi lại đúng không rồi, right. lúc này thì các bạn thấy rằng là cái ideas nó đã được giải thích một cách khá là trọn vẹn rồi Thì mình sẽ chuyển qua phần idea số 2 Thì idea số 2 của mình lúc này lại quay lại mình sẽ đề cập đến cái việc mà news tin tức Thì đó là mình sẽ nói rằng là uh, thêm vào đấy thì cái internet các bạn để ý link từ ha Cái này link từ nổ của idea thứ nhất sẽ là uh, an apparent advantage Sau cái thứ hai thì mình sẽ nhẹ nhàng thôi in addition hoặc là furthermore Thêm vào đấy thì cái Internet này nó cho phép readers có thể stay updated with the latest events Tức là cái ID phía trên cái bất lợi ấy, Mình nói rằng là nó không có độ tin cậy Nhưng mà cái lợi ích của nó nằm ở chỗ là nó cập nhật rất là nhanh Tức là người ta có thể uh, cập nhật được những cái tin tức mới nhất bất kỳ lúc nào mà họ muốn Thì lúc này đây sẽ là cái phần ID của mình um, Cho phép readers stay updated with Tức là có thể gọi là liên tục cập nhật với cái latest events sau đấy thì mình sẽ giải thích tại sao lại như vậy, làm sao mà nó làm được điều này. Thì mình sẽ nói là with no prolonged procedures. Tức là khi mà nó không có những cái thủ tục rườm rà, rắc rối, dài dòng, prolong tức là mất rất là nhiều thời gian procedures là thủ tục tức là những cái thủ tục Rắc rối lòng dòng của cái việc mà in ấn nè chỉnh sửa nè distribution giống như là trong những cái traditional printed newspapers as seen in ha. tức là giống như trong cái uh, những cái giấy báo truyền thống thì cái information tức là những cái tin tức về urgent issues ở đây mình sẽ nhấn mạnh đến ha. mình tập trung vào cái vấn đề là những cái tin tức mà thời sự nóng hổi và quan trọng á, thì mình sẽ nói là những cái thông tin về những cái sự kiện mà khẩn cấp giống như là những cái events, những cái sự kiện như là covid 19 pandemic ừ, đúng không? là cái cái dịch covid hồi, hồi lúc đấy, tức là có bao nhiêu người bị bệnh, bị bệnh vào vào những cái lúc nào, có những cái chính sách như thế nào, mình cần phải cập nhật liên tục. thì cái việc này nó sẽ uh, giúp cái thông tin nào Rich people tức là tiếp cận được mọi người in the shortest possible time trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất và nhờ vậy ta kết quả ha thirst mình sẽ cộng làm cho nó khác với lúc nãy lúc nãy là mình cộng verb in luôn thì bây giờ mình sẽ dùng một cái từ giống như từ sâu so, nhưng mà đằng sau nó sẽ là verb in thì mình có hai từ đó là từ thirst và từ thereby các bạn lưu ý ha à, vì thế thì nó sẽ giúp minimizing tức là giảm thiểu tối đa được cái potential damage tức là cái tổn thất mà có thể xảy ra Cuối cùng là mình sẽ cùng đi tới phần conclusion tóm bài. Phần tóm bài này thì các bạn chỉ cần viết hai câu và Uh, giống như mình nói đối với cái dạng bài advantage our way này và chọn theo cái hướng là lợi nhiều hơn thì cái phần ăn tiền là nằm ở chỗ là các bạn sẽ giải quyết được cái bất lợi mà các bạn đề cập ở cái phần body 1 và các bạn sẽ viết nó ở phần conclusion thì cái việc này nó sẽ giúp cho cái TA của các bạn nó thuyết phục rất là nhiều tại vì mình nói rằng là nó nhiều lợi hơn đúng không và nếu mà mình chứng minh được điều đấy một cách rõ ràng và chi tiết thì tất nhiên là điểm của mình nó sẽ tốt hơn là chỉ đơn thuần là liệt kê ra thì lúc này mình sẽ nói rằng theo đúng thêm lấy mẫu uh, in conclusion tóm lại tôi tin rằng cái merits ở đây là cái lợi ích của social media là nhiều hơn so với cái bất lợi của nó. Uh, this is provided that điều này với điều kiện miễn là miễn là sau đấy mình sẽ giải quyết giải quyết cái bất lợi của mình thì lúc nãy cái bất lợi của mình ở phần body số 1 á thì mình đề cập thứ nhất communication đó là thiếu cái sự tương tác trực tiếp đặc biệt trong vị trẻ đúng không và cái thứ hai đó là cái tin tức của nó không có độ tin cậy thì lúc này mình sẽ giải quyết bằng cách là điều này miễn là nó phải có được một cái sự cân bằng giữa cái online communication và direct communication tức là khi người ta tương tác uh, online và tương tác trực tiếp á, người ta phải duy trì được cái mức độ của nó tức là không phải lúc nào cũng là tương tác online không thì đó là các bạn chỉ cần giải quyết nhẹ nhàng như thế này là ok và cái thứ hai là các bạn nói rằng là and that that là đi and that là đi chung với cái cụm phiên trước ha this is provided that chấm chấm and That uh, và miễn là cái action is taken tức là phải có một cái hành động nào đấy được thực hiện để mà bảo đảm được cái accountability tức là cái độ tin cậy của những cái tin tức mà được posted tức là được post lên được đăng lên trên những cái nền tảng như thế nào thì cái nếu như mà có những cái biện pháp được thực hiện để mà đảm bảo được cái tính tin cậy đó thì nghĩa là mình sẽ giải quyết được cái vấn đề mà cái questionable reliability mình đề cập ở cái phần body 1 đúng không? Thì là khi các bạn đưa ra cái cái cách mà các bạn giải quyết hai cái disadvantage trong cái phần body số 1 của các bạn thì lúc này điểm TA của các bạn sẽ rất là ok Hy vọng là video này sẽ giúp cho các bạn xử lý được phần nào cái dạng bài Advantage Our Way uh, và cái chủ đề về technology là một trong những cái chủ đề rất là phổ biến trong phần IELTS writing và cả speaking của các bạn nên là các bạn cố gắng học thêm một số new vocabulary từ vựng mới trong cái bài này nhé để mình có thể ứng dụng vào bài viết của mình sau này. Okay, that's the end of the video. Thanks for watching and see you guys in the next video.